Kính thưa quý vị, Tổng thống Obama đánh dấu ngày độc lập của Hoa Kỳ và cảm ơn quân nhân Hoa Kỳ. Tin từ Washington DC. Trong một bản thuyết trình qua làn sóng phát thanh, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi dân chúng nên sống theo những lời của bản tuyên ngôn độc lập mà các nhà lập quốc đã tuyên bố trong 237 năm trước. Tổng thống Obama cũng đã trao lời cảm ơn đến thành viên của quân đội Hoa Kỳ và còn công nhận vai trò quan trọng của họ trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ. Theo Tổng thống Obama, vì sự hy sinh của những quân nhân Hoa Kỳ và dân chúng trên nhiều nơi trên thế giới có thể sinh sống tự do, tự tạo tương lai cho chính mình. Và vì vậy, thay mặt cho dân chúng Hoa Kỳ, ông cảm ơn tất cả quân nhân, nhất là đối với những người quân nhân hiện đang đóng quân ở những nơi nguy hiểm, xa gia đình, xa quê hương. Trong ngày 4 tháng 7 năm 2013, dưới sự kiểm tra an ninh chặt chẽ của quan chức tư pháp, dân chúng trên toàn quốc đã tụ họp, diễn hành, tổ chức picnic và bắn pháo hoa để kỷ niệm ngày độc lập. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2013, một cố vấn an ninh quốc gia cho biết các cơ quan tình báo Hoa Kỳ không nhận được bất cứ tin tức nào về sự đe dọa tấn công trong ngày độc lập 4 tháng 7. Ngày lễ kỷ niệm độc lập trong năm nay là một lễ hội có số dân chúng tụ họp đông đảo nhất từ khi hai trái bom được thủ phạm cho nổ tại cuộc đua marathon tại thành phố Boston vào tháng 4 vừa qua. Cuộc tấn công khủng bố đó là một cuộc khủng bố tệ hại nhất trong lãnh thổ Hoa Kỳ sau khi vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.